anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây, áo rách xác sơ vai gầy, cùng chung kiếp sống lưu đầy. Anh ở đây, ngày ngày cơm chưa đầy chén, chiều chiều ra trông đàn em, kiếm mồi thấp thoáng bay nhanh. Toa liền toa, tàu đi trong ánh hoàng hôn, tiếp nối những dư âm buồn, thành thơ dai dứt tâm hồn. Trăng ngậm sương, miệt mỏi. Mời quý vị cùng tôi làm lễ tưởng niệm. Chúng ta tưởng niệm như quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trên các chiến trường, trên đường vượt biên, và hôm nay đặc biệt là những người tù ở trong các trại cải tạo, nhưng HO không đã đến được đất Mỹ và đã bỏ mình trong chiến cuộc cũng như trên đường vượt biên. Xin mời quý vị cùng chúng tôi làm một tưởng niệm. Tôi nghĩ là người tù đã khổ như người vợ tù, chỉ huy nhiều. Một người đàn bà đã nuôi chồng, khi chồng mới đi tù về đi làm thợ hồ kiếm ngày năm ba đồng, rớt từ trên cao xuống. Mà bây giờ trong tình trạng này, người vợ này cũng đau khổ hơn người chồng. Đây là cháu Jocelyn Nguyễn, con một vị sĩ quan quân nhu qua đây HO1. Cháu thay mặt cho ban tổ chức để giới thiệu anh chị một bó hoa, gọi là chúng tôi luôn luôn nghĩ tới vợ chúng tôi, thì chúng tôi nghĩ tới các chị hy sinh. Quý vị là những bằng chứng sống, hùng hồn và có thực để đập vỡ mặt những đứa đến bây giờ mà còn chối bai bài là không hề có chuyện tù đầy hành hạ các quân nhân, các công chức cũng như thường dân của Việt Nam Cộng Hòa. Quan trọng và có giá trị là vì tác phẩm này mang nhiều tính cách của một tác phẩm lịch sử. Viết để gửi tới người đọc một cái gì? Viết là để cho thế hệ trẻ tương lai học được cái gì? Đã có hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, đến độ có người nói rằng là cái cuộc đèn nếu có chân nó cũng ra đi. Và tôi hôm nay cũng giống như anh Vi Phương, được hân hạnh, được diệu phúc, được đứng trước mặt quý vị để trình bày, để nói lên một cái sự thật. Sở dĩ mà chúng tôi phải hợp tác để viết cuốn này là để đóng góp một phần nào cho thế hệ mai sau, con cháu chắc của chúng ta biết được một sự thật nó như thế nào. Riêng với cháu, mỗi lần mà ai hỏi cháu qua đây diễn gì thì cháu rất là hãnh diện để nói là cháu qua đây diễn HO. Cháu rất là hãnh diện là vì Mỹ đã phải công nhận cái sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa và công nhận cái sự bất công mà những người tù cải tạo đã từng phải chịu trong những năm ngục tù của Cộng sản. Hôm nay tôi muốn vinh danh người HO có tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng là bà Hạnh Nhơn. Xin mời Jocelyn Nguyễn tặng bó hoa cho bà Hạnh Nhơn, một đứa con HO tặng cho một bà cụ HO. Hơi thằng bạn tù ngày trước, mày dư biết vì sao mày tới đây. Đừng sung sướng mà quên ngày nhìn lại, mới bỏ gầy ra để quên lúc thăng mạng.